Bản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách ạ. Đấy là ngày hôm nay là ngày mùng 9, ngày mùng 8 tháng 9 chứ. Đấy, ngày mùng 8 tháng 9 nhá, thì em Hồng lại đang có mặt tại showroom trưng bày. Và ngày hôm nay thời tiết Thanh Hóa rất là mưa, thời tiết Thanh Hóa đang báo bão các bác ạ. Đấy. Nhưng mà trong cái tình hình thời tiết là mưa bão như thế này, nhưng mà bên em vẫn phải xuất hành lên đường cho anh khách hàng ở Hải Phòng. Đấy là một bộ bàn ghế sofa, vì anh xem ngày giờ ngày hôm nay là ngày tốt, là ngày lành. Ngày rất là tốt đấy, cho nên anh đã xem ngày giờ rồi thì bắt buộc ngày hôm nay là ngày mùng 2 âm lịch thì bên em phải nhất định là giao đúng hẹn đúng ngày cho anh, là xuất hành lên đường một bộ bàn ghế sofa bằng gỗ hương hàng hệ đời mới đấy cho anh khách hàng ở Hải Phòng. Đây các bác, em Hồng không nói sai đâu nhá, thời tiết ở Thanh Hóa rất là mưa gió này, thời tiết rất là mưa kinh khủng khiếp luôn này. Nhưng mà để kịp tín độ giao đúng ngày cho khách hàng thì bên em vẫn sản xuất bình thường. Trong những cái thời tiết mưa gió như này thì vẫn sản xuất bình thường nha các bác. Hiện nay thì ở bên cơ sở 1 thì có đang hấp sấy những các cái bộ bàn ghế hoặc là những các cái bộ chiếu ngựa hàng 1 tấm 1 chiếu này, hàng 2 tấm 1 chiếu rất là nhiều các bác ạ. Đấy. Nên là bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến để được em tư vấn nhiệt tình cho các bác để sở hữu những cái bộ chiếu là vô cùng độc đáo nhá. Đấy. Đây, hàng xuất hành lên đường này. Các cái ghế đơn mà đã được bọc rất là cẩn thận, từng cái ghế đơn, ghế dài và bàn bọc rất là cẩn thận qua rất là nhiều lớp túi bóng này, giấy này, kèm theo đấy là bạt ở ngoài để chống những cái thời tiết mưa gió và chống chảy xước. Đấy. Hiện nay ở showroom trưng bày bên em thì có rất nhiều các cái bộ bàn ghế ăn, bàn ghế họp, bàn ghế làm việc rất là nhiều của các bác ạ. Những cái bộ bàn ghế sofa này, hoặc là những cái bộ bàn ghế mà trưng bày trong cái không gian phòng khách của nhà mình như là Minh Quốc Voi này, Hoàng Gia này rất là nhiều. Và kèm theo đấy là những các cái hàng chiếu, hàng 2 tấm 1 chiếu này, hàng 1 tấm 1 chiếu đang có mặt tại showroom trưng bày rất là nhiều các cái mặt hàng rồi ạ. Đấy là theo gỗ hương này, lim này rất là nhiều, cẩm hồng đang có mặt tại showroom trưng bày. Đấy. Tiếp theo đấy là bên công ty, do thời tiết mưa gió nhưng mà hiện nay ở showroom trưng bày thì vẫn có đang sản xuất và tiến hành làm 2 tấm chiếu hàng khủng long cho anh khách hàng ở ngoài Hà Nam. Đấy là anh sếp đấy, đang hoàn thiện này, đang trong quá trình quật bìa làm cho anh khách Hà Nam, đang làm cho sếp ở đây các bác. 2 tấm chiếu khủng long làm cho sếp các bác ạ, đang tiến hành làm quật bìa rồi. Hiện nay thì ở showroom trưng bày có rất nhiều là mặt hàng, thì bên em đang trong cái chương trình tri ân giảm giá rất là nhiều, giảm giá rất là mạnh cho những các cái sản phẩm. Giá dao động chỉ từ 35, 40, 50, hàng 60, hàng 70 đấy, hoặc là dưới 100 triệu cũng có các bác ạ. Đấy, nên là các bác hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến để được tư vấn nhiệt tình, và quý khách hàng có thể sở hữu những cái bộ chiếu vô cùng độc đáo tại bên công ty em. Các bác có thể liên hệ đến số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở chính bên em, đấy là cơ sở 2 nha các bác. Cơ sở 2 là cơ sở chính, cơ sở sản xuất ở bên công ty. Đấy là theo địa chỉ sau: đường Tránh thành phố Cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.